chị ơi, mẫu xe Taiga 50 nhưng mà kiểu dáng lại rất là giống cái dòng xe Vespa sang chảnh nha anh chị ơi. Giá thì rất là rẻ luôn. Xe này là xe 50 dành cho những các bạn học sinh, sinh viên nè. Xe không cần bằng lái nha anh chị ơi. Màu sắc thì đa dạng, vừa phù hợp với đi học, đi chơi nè. Rất là tiện ha. Màu này tất cả toàn bộ màu đều là màu zin của nhà máy hết luôn nha anh chị ơi. Đối với nó có hai phiên bản nha. Dòng này thì nếu như anh chị mình mua những cái phiên bản mà đầu đèn vuông giống như vậy nè thì em đang có giá là 18.500.000. Và nếu như anh chị nào mình lấy cái phiên bản mà nó có kiểu dáng cái đầu đèn nó tròn như vậy á thì rẻ hơn 500.000 nha, là 18 cũ. Và đặc biệt có hỗ trợ trả góp là không cần đưa trước đối với cái dòng xe Taiga này luôn nha. Dòng xe Taiga thì em đang nghĩ là phù hợp những các bạn nữ mà mặc áo dài, mấy bạn học sinh nữ mặc áo dài thì rất là tuyệt luôn ha, rất là đẹp luôn. Không cần bằng lái, đi là phà hết xăng là cứ đổ xăng vô chạy thôi ha. Và không cần đưa trước, mua góp thì không cần đưa trước, thủ tục chỉ cần căn cước công dân thôi đó. Anh chị mình thêm khảo thêm những cái màu bên em ha. Màu này tất cả toàn bộ là màu zin của nhà máy nha đó. Màu sơn này là màu sơn hãng của nhà máy luôn. Nhiều cái màu xe mà anh chị thấy cái màu đẹp á là tưởng màu lên sơn 3D nhưng không phải nha, đây là màu zin. Giá thì có 18 đến 18 triệu 500, rất là phù hợp, rất là rẻ, mà kiểu dáng thì rất là sang chảnh nha. Và đặc biệt là những cái mẫu xe này bên nên nói chung là trên thị trường đang cháy hàng nha anh chị ơi. Tại vì sao? Tại vì nó rất là đẹp ha, rất là đẹp, mà sắp tới là mùa học sinh tới nữa nên là nhiều anh chị mình, nhiều phụ huynh á là đang kiếm dòng xe Taiga này á cho con mình đi học á. Rồi nếu như mà anh chị nào mình ở xa mà muốn mua tiền mặt nhưng ở xa không có tới trực tiếp cửa hàng được á thì nhanh tay liên hệ với em Na, đem Na hỗ trợ ship xe toàn quốc 63 tỉnh cho anh chị mình luôn. Anh chị chỉ cần cọc cho em Na từ 1 đến 2 củ thôi, em Na có hỗ trợ là ship xe tận giường cho mình luôn ha. Số điện thoại thì em Na có ghim trên màn hình, trên màn hình bên góc trái á, 0325333789. Anh chị nào mình cần quan tâm á thì alo với em Nam Na. Khi mà mình muốn mua xe tới trực tiếp cửa hàng á, alo trước với em Na, có đặt lịch trước em Na đăng ký tiền xăng xe cho mình từ 500 đến 1 củ. Và kèm theo đó là phần quà ưu đãi lên đến 5 củ khi anh chị mình mua xe có liên hệ và đặt lịch trước với em Na nha. Địa chỉ cửa hàng bên em Na thì nằm tại ngay tại khu công nghiệp Mỹ Phước 1, cổng sau khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương nha, nằm trên đường quốc lộ 13, xe máy An Thành Phát. Anh chị nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ với em Na để được hỗ trợ tư vấn và báo giá nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những cái video ngày tiếp theo nha. Xin chào.